chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh game mobile hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những thông tin rất là hữu ích rất là quan trọng và đặc biệt rất nhiều bạn đang quan tâm đó chính là cách mở khóa cường hóa mở khóa đập đồ đập chân nguyên cũng như là mở khóa kinh mạch và cả tỷ luyện phi phong thì những thông tin mình sẽ chia sẻ sau đây được đăng tải trên trang fanpage của auto vn super nha các bạn và trong bài viết admin có ghi một câu là bài có thể xe nhưng yêu cầu ghi rõ nguồn gốc thì mình cũng giới thiệu luôn với các bạn là bài viết này được viết trên trang fanpage của VNL Super. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính nha các bạn. À, nội dung của video hôm nay đó là sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa những tất cả những cái loại khóa. Đầu tiên mình sẽ nói một xíu vấn đề lòng vòng trước đó là vì sao ạ của các bạn bị khóa. Thì ạc của các bạn bị khóa trong cái trường hợp đó là các bạn bán một món đồ mà nó rơi vào cái điều kiện nghi ngờ là chuyển vàng rơi vào điều kiện nghi ngờ là chuyển vàng thì lúc này hệ thống nó sẽ ghi nhận lại là bạn đang chuyển vàng và nó sẽ ghi một cái con số nợ cho các bạn thì cái con số nợ này cụ thể bao nhiêu nó sẽ tùy thuộc vào cái lượng vàng mà các bạn chuyển đó thì khi mắc nợ các bạn sẽ phải chịu hình phạt đó là các bạn sẽ bị khóa tầm nhìn đó khóa tầm nhìn rồi, hoặc là các bạn bị khóa bài bán thì khi các bạn bị che tầm nhìn là các bạn sẽ không thể nhìn thấy được một số vật phẩm trên shop hoặc là các bạn chỉ thấy được những vật phẩm giá min. Còn các bạn bị khóa bài bán là các bạn chỉ được bán những món đồ với những cái mức giá rất là thấp được quy định sẵn. Mà các bạn không thể nào bán được cái giá cao hơn. Thì đối với cái việc bị khóa bài bán như thế này á thì các bạn sẽ được mở khóa dần dần theo thời gian. Có nghĩa là mình lấy ví dụ như hôm nay là thứ hai các bạn đang được bán một món đồ với mức giá cao nhất của mình đó chính là âm 30% thì sang thứ hai tuần sau thì các bạn sẽ bán được món đồ đó với mức giá cao hơn là âm 10% thì cứ mỗi một tuần như vậy nó sẽ mở cho các bạn một mốc đó thì theo thời gian các bạn sẽ được mở khóa bài bán vân dần dần nhưng mà khi các bạn đã được mở bài bán thì không có nghĩa là các bạn đã hết nợ lưu ý nha các bạn được mở bài bán chưa chắc đã hết nợ tại vì các bạn không thực hiện việc xóa nợ do đó các bạn không có hết nợ mà khi các bạn vẫn còn nợ thì các bạn sẽ vẫn vẫn bị những cái hệ lụy à, như là cường hóa xịt đập đồ xịt tẩy đồng hành cũng không ra đồng hành ngon hoặc là các bạn kinh mạch cũng xịt đó đó là những cái hệ lụy khi các bạn vẫn còn bị nợ nha các bạn mặc dù các bạn đã được mở khóa bài bán thì lúc này các bạn vẫn tiếp tục chuyển vàng thì cái số nợ nó sẽ càng tăng thêm và cái việc mở khóa à, những cái vấn đề này của chúng ta nó sẽ càng lâu hơn rất nhiều thì từ trước đến nay các bạn luôn có một cái quan niệm đó là để mở khóa bài bản nhanh là chúng ta sẽ đấu giá một cái gì đó trên đấu giá hoặc là mua cái gì đó trên shop hoặc là mua trong kỳ trân cát thì quan điểm đó so với bài, bài viết này là hoàn toàn sai nha các bạn à, các bạn không thực hiện cái việc trả nợ thì chúng ta sẽ mãi mãi không được mở khóa những cái tính năng này và làm sao để các bạn được trả nợ thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cách để các bạn trả cái món nợ này đó chỉ có cách trả nợ là cách duy nhất các bạn sẽ mở khóa được cường hóa mở khóa đập đồ thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều cách à, mình sẽ liệt kê cho các bạn tất cả những cách này và sau đó mình sẽ chốt lại cho các bạn đó là dùng cái cách nào sẽ có lợi nhất cho nhân vật của mình cũng như là mình sẽ test chi tiết cho các bạn luôn rồi à, các bạn có thể trả nợ thông qua những cách sau thứ nhất là lương ban hội sẽ áp dụng cho những à, bạn nào mà có chức vụ trong ban từ ban chủ trưởng lão ban phó chỉ huy À, nó sẽ trừ 30% lương vào khoản nợ nha các bạn. Ví dụ như trưởng lão các bạn một tuần các bạn nhận được một k vàng. Thì sau khi tổng kết phát lương thì các bạn chỉ nhận được 700 vàng và nó trừ của các bạn là 300 vàng tương đương với 3 điểm nợ. Đó, đó là trả nợ bằng lương ban hội. Tiếp theo trả nợ bằng cách chế trang bị. Chế trang bị cũng có thể trả nợ. Đó là mỗi lần các bạn đập trang bị ra trang bị cam thì thay vì cái món kem đó nó sẽ có tỷ lệ là 50% bị thay thế bằng đồ tím Do đó các bạn thấy là mình cứ đập lên đến khoảng lần thứ 13, 14 là các bạn ra một món trang bị tím Không ra được trang bị kem đó là có 50% thay thế Và cái giá trị của cái trang bị tím này nè Trên lệch giữa trang bị tím và trang bị cam này nó sẽ quy đổi thành một cái một cái số điểm Và cái số điểm đó chính là cái điểm để các bạn trả nợ Ví dụ như vũ khí của trang bị tông sư À, cam mà các bạn đổi thành tím thì các bạn sẽ trả được 28.000 điểm Nón cam tông sư à, thành tím các bạn trả được 5.600 điểm Và nón cam bậc 2 thành tím các bạn sẽ trả nợ được 660 6, điểm Đó đó là cách trả nợ từ việc đập trang bị Tiếp theo là cách trả nợ từ việc cường hóa Đó thì nói đến đây thì các bạn thấy là có nhiều bạn cứ chuyển vàng Sau đó tích đồ, đợi mở khóa bài bán các bạn đập đồ cường hóa À, thì nó sẽ lên đó là một cái suy nghĩ sai lầm nha các bạn Nếu mà chúng ta không thực hiện những việc này các bạn sẽ mãi mãi bị khóa Rồi mình sẽ nói tiếp về vấn đề cường hóa Mỗi lần nâng thành công ở mức tỷ lệ dưới 80% Nó sẽ bị hoán đổi thành thất bại nha các bạn à, Giá trị nguyên liệu cường hóa sẽ được quy đổi để trả nợ Ví dụ như cường hóa à, dưới cấp 100 Cứ một viên thủy tinh cam các bạn sẽ trả được Đó là 864 điểm rồi cường hóa từ cấp 100 cứ một viên thủy tinh vàng các bạn sẽ trả được 2304 điểm. Rồi đồng hành, à, tẩy luyện đồng hành cũng là một cách để trả nợ nhưng mà các bạn lưu ý tẩy luyện đồng hành chỉ áp dụng cho những nhân vật từ một cấp 120 trở xuống thôi nha các bạn ơi. Đó, nó chỉ áp dụng cho cấp này trở xuống. Khi các bạn bị khóa việc tẩy đồng hành các bạn chỉ tối đa được 3 ô kỹ năng, không bao giờ ra được 4 ô, 5 ô nha các bạn. Rồi những con đồng hành 4S thì các bạn sẽ không bao giờ tẩy luyện à, dạ, tẩy luyện đồng hành được ra cái này gọi là gì? Tẩy tủy, tẩy đồng hành ra được cái kỹ năng bạch kim. Đồng hành 3S thì không bao giờ ra được kỹ năng hoàng kim. Rồi đồng hành 2S các bạn không bao giờ ra được cam. Và cuối cùng đồng hành 1S các bạn sẽ không bao giờ ra được tím. Đó là khi các bạn bị khóa. Rồi khi các bạn mỗi một lần tẩy như vậy đối với đồng hành 3S thì các bạn sẽ được 6.000 điểm. Đồng hành 2S các bạn được 2.400 điểm đồng hành 1S các bạn được 600 điểm đó và các bạn lưu ý việc trả nợ bằng đồng hành chỉ áp dụng với những nhân vật dưới cấp 120 trên cấp 120 thì không áp dụng được hình thức này nha các bạn với chân nguyên à, thì chân nguyên cũng là một cách và chân nguyên nó cũng giống như các bạn đập trang bị là cứ mỗi lần ra trang bị cam sẽ có 50 bị thay thế thành tím và giá trị trên lệch giữa tím và cam được quy đổi để trả nợ với chân nguyên tông sư à, tông sư tông sư mộ các bạn thì sẽ trả được 8.500 điểm và chân nguyên 6x các bạn trả được 4.500 điểm ở đây các bạn thấy có một sự chênh lệch nó hơi nhẹ nhẹ đây nè ví dụ như chân nguyên của tông sư à, một lần đọc các bạn tốn khoảng 150.000 nguyên khí mà các bạn chỉ trả được 8.500 điểm trong khi chân nguyên 6x các bạn lại trả được tới 4.500 điểm mà cái nguyên khí để các bạn ngân tụ một lần chỉ có 10.000 đó, rất là có lợi khi mà các bạn sử dụng chân nguyên 6X để trả nợ luôn Rồi, À, tiếp theo là kinh mạch cũng là một vấn đề để giúp các bạn trả nợ đó là mỗi lần nâng mạch thành công thì sẽ có tỷ lệ 50% bị thổi thành thất bại và không được tích dồn tỷ lệ cho lần kế tiếp à, số lượng chân khí được quy đổi ra giá trị để trả nợ ví dụ như 7.000 chân khí các bạn sẽ trả nợ được 700 điểm rồi hòa thì bích ở trong tầng lăng thì mỗi lần rơi thì sẽ có 50% bị thay thế bằng thủy tinh lam và quy đổi giá trị À, trên lệch để trả nợ nha các bạn như vậy tương ứng với một hòa thủy bích trong tầng lăng mà các bạn đổi thành thủy tinh lam chúng ta sẽ trả được 520 điểm về vấn đề cuối cùng đó chính là phi phong à, với cái mốc tỷ lệ đúc và luyện phi phong luôn ở mức 1 nghĩa là sao có nghĩa là khi các bạn bị khóa thì các bạn dù có đúc phi phong hoặc các bạn có tôi luyện phi phong thì với với việc đúc các bạn sẽ không bao giờ ra được cái dòng hiếm dòng hiếm là dòng như thế nào các bạn có thể xem lại trong cái bài viết các bài chia sẻ của mình về tỷ lệ phi phong nha rồi các bạn tôi luyện phi phong sẽ không bao giờ lên được dòng tím thuộc tính tím nha các bạn đó là khi các bạn bị khóa rồi một lần đúc như vậy các bạn sẽ trả được 60 điểm và một lần tôi luyện như vậy các bạn sẽ trả được 100 điểm như vậy chốt lại vấn đề để được trả nợ các bạn phải à, dùng chính những cái tính năng này những cái tính năng mà các bạn đang bị khóa phải thực hiện những tính năng này thì các bạn mới trả được nhưng làm cách nào để mình trả nợ một cách gọi là hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất ít tốn kém nhất thì mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem ở đây sẽ có hai cách để trả nợ mình sẽ phân tích cho các bạn một cách là dành cho những bạn cài cuốc à, ít tốn kém nha một cách là dành cho những bạn nào có điều kiện nạp nếu mà các bạn muốn trả nợ nhanh thì à, các bạn thấy nè ở đây với việc cài cuốc mình sẽ phân tích cái cài cuốc trước đó là với việc cài cuốc thì các bạn trả nợ bằng cái việc đập trang bị đập trang bị và đập chân nguyên 6x nha các bạn là cách trả nợ hiệu quả nhất Tại vì các bạn đập trang bị đập chân nguyên thì các bạn có tỷ lệ ra được kế thừa và các bạn tiếp tục bán kế thừa để các bạn lấy được cải cống hiến hoặc là nguyên khí à, chúng ta không dạy gì trả nợ bằng cách cường hóa Tại vì cường hóa các bạn phải tốn thủy tinh Mà thủy tinh kiếm thì rất là cực Trong khi cống hiến thì các bạn có thể đi săn boss à, Để kiếm mảnh, các bạn bán mảnh để lấy cống hiến Để các bạn làm cái điều này hoặc là kinh mạch thì các bạn cũng có được cái nguyên khí từ việc các bạn ngưng tụ tại gia nguyên anh à, mình nói nhầm cái chân nguyên các bạn có được cái nguyên khí các bạn ngưng tụ tại gia viên à, đồng hành thì không được rồi cường hóa không được kinh mạch thì lại càng không được tại vì các bạn biết chân khí rất là tốn rồi hòa thì bích thì các bạn đi tầng lăng các bạn nhặt thôi để trả thôi Cái này thì theo thời gian các bạn vẫn trả được rồi các cách trả nợ dành cho những bạn mà có điều kiện đó chính là phi phong tại vì phi phong nó không có cái tỷ lệ 50 phần trăm quy đổi khi các bạn cứ một lần đúc hoặc một lần tôi luyện là các bạn trả nợ được còn số điểm cố định à, và đây là cách trả nợ dành cho những bạn nào mà có điều kiện chơi vi phong và các bạn thấy ở phần dưới này thì admin của cái fanpage này rất nhiệt tình đã phân tích thêm cho các bạn đó là cái phần giải đáp thêm mình sẽ phân tích chỗ này cho các bạn nha à, đối với phần cái phần trả nợ bằng việc đập trang bị các bạn ạ thì ở lần đập thứ 14 thì với những ạc đang mắc nợ sẽ có 50% tỷ lệ thai cam thành tím. Tuy nhiên 5% này là ngẫu nhiên của máy tính, không cộng dồn nên đôi khi đập thêm 2 3 lần vẫn có thể không ra nha. À và các bạn lưu ý là khi nào mà các bạn đập đến lần thứ 13 14 mà nó quy đổi thành tím thì lúc đó các bạn mới trả nợ thành thành công nha các bạn. Còn nếu mà chúng ta đập ra cam thì có nghĩa là trả nợ không thành công. Đó các bạn lưu ý. Rồi à, các bạn lưu ý tỷ lệ đập nữa nè từ lần đập thứ 14 cho đến lần đập thứ 22 mà các bạn không ra được cam á mà lúc này nó ra được những cái món tím thì lúc đó là các bạn đang trả nợ rất là thành công và đến sau lần đập thứ 22 vẫn không ra cam thì lúc này cái tỷ lệ để đập ra trang bị hiếm nó sẽ được reset quay ngược về cái mốc 1 lúc này các bạn phải đếm lại từ đầu. Lưu ý nha các bạn, do đó các bạn thấy là sau 22 lần đập thì các bạn sẽ đập trên 30 lần nữa ấy có nghĩa là thêm khoảng mười mấy lần nữa thì chúng ta mới ra được trang bị cam đó rồi à, cách trả nợ bằng cách đập trang bị hiệu quả thì ở đây các bạn sẽ đập trang bị mấy ít bậc bao nhiêu sẽ hiệu quả thì ở đây admin cũng có phân tích cho các bạn rất chi tiết luôn à, đập một lần nón bậc hai các bạn sẽ tốn 125 cống hiến đập một lần nón tông sư các bạn sẽ tốn 19.156 cống hiến thì suy ra tương đương là các bạn sẽ đập được 153 lần nón bậc 2 như vậy nếu các bạn đập 14 lần các bạn đập nón tông sư các bạn sẽ tốn 268.184 điểm công hiến và 14 cái số lượng công hiến này nó sẽ tương đương với 2.142 lần đập nón bậc 2 và các bạn lưu ý nha trong cái 2.142 lần đập nón bậc hai này thì các bạn sẽ có khả năng ra được trang bị hiếm á, là 153 lần và nếu như 153 lần này các bạn quy đổi sang trang bị tím để chúng ta trả nợ thì chúng ta sẽ trả nợ mỗi lần quy đổi được 60 điểm và các bạn nhân lên chúng ta sẽ có 9.180 điểm thì đây là cái tỷ lệ 50% nha các bạn 50% thôi đó nhưng mà cái tỷ lệ ra đồ tím thì rất là nhiều do đó các bạn cứ yên tâm rồi trong khi các bạn đập một cái nón tông sư để đổi thành tím thì các bạn chỉ có trả nợ được 5.600 điểm. Do đó các bạn thấy so sánh hai con số này thì việc chúng ta sử dụng trang bị bậc 2 để các bạn trả nợ là rất hiệu quả và tiết kiệm. Chi tiết cụ thể luôn nè các bạn. Đó là giả sử các bạn đang mắc nợ 100.000 điểm. Nếu luôn được quy đổi từ cam sang tím đúng ở mốc thứ 14 thì với nón tông sư các bạn sẽ tốn 4 triệu 827.312 điểm cống hiến để các bạn trả nợ được cái con số 100 điểm này công thức thì ở đây admin cũng đã có ghi rồi nha các bạn rồi đối với nón bậc 2 để trả nợ được 100.000 điểm này thì các bạn chỉ cần tốn có 2 triệu 952.000 2 triệu 945 ngàn 250 điểm cống hiến thì cái con số này các bạn thấy nó được à, ít hơn rất nhiều so với việc các bạn sử dụng cái trang bị bậc cao nhưng mà bù lại khi các bạn đập nón bậc 2 thì các bạn sẽ tốn thời gian hơn rất là nhiều nhưng mà các bạn yên tâm mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cài đặt auto click trên not player các bạn cho hệ thống nó tự click là chúng ta chỉ việc ung dung ngồi chơi thôi các bạn không cần phải ngồi đó canh gì cả đó thì à, với việc trả nợ bằng cái đập à, trang bị như thế này thì mình thấy nó rất là hiệu quả các bạn rất là hiệu quả tại vì cống hiến các bạn có thể tìm kiếm được thông qua các hoạt động các bạn tham gia rồi bán các mảnh trang bị hoặc là chúng ta nói chung là cống hiến các bạn rất là dễ kiếm dễ tìm trong khi các bạn đi tham gia hoạt động còn những cái khác thì rất là khó tìm và các bạn lưu ý là cái số cống hiến này chỉ là con số hoàn hảo thôi nha các bạn muốn gọi là ra cái con số cống hiến chính xác các bạn nhân cho tỷ lệ 1.5 hoặc là nhân cho 2 thì nó sẽ ra một cái con số chính xác hơn. Nên nhưng nói chung là các việc các bạn trả nợ à, để được à, mở khóa thì các bạn một là các bạn sử dụng việc đập trang bị bậc 2 hoặc là các bạn ngân tụ à chân nguyên bậc 6, à, chân nguyên 6x đó các bạn ạ. À, chân nguyên 6x thì các bạn trả nợ rất hiệu quả. Thì à, ngoài ra những bạn nào có điều kiện thì cái chúng ta sử dụng cái việc đó chính là phi phong, các bạn có thể tẩy phi phong ở đây admin cũng có nêu nè các bạn ạ. À đó là à, dựa vào tỷ lệ trả nợ trên thì ta thấy phi phong mất à, không có cái phần à, quy đổi năm do đó các bạn sử dụng phi phong các bạn trả nợ là cách à, trả nợ rất là hiệu quả đối với những bạn nào có điều kiện rồi trên đây là cách chia sẻ về việc à, mở khóa các loại khóa như khóa cường hóa khóa đập đồ khóa chân nguyên khóa kinh mạch thì các bạn lưu ý nha Những cái khóa này nó sẽ không liên quan đến việc à mở khóa bài bán nha các bạn Mở khóa bài bán là nó sẽ mở theo thời gian à, Các bạn đã được mở khóa bài bán Chưa chắc các bạn đã được à, hết nợ Do đó các bạn lưu ý chúng ta phải trả nợ những cái món nợ này Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện test cho các bạn xem à, chi tiết Mình à, mình thì hôm qua là mình đã có đập thử trang bị rồi à, Mình đang đập trang bị để trả nợ Mình đập trang bị bậc 2 cũng rất là nhiều các bạn ạ à. Rồi mình có 250... Cả nguyên khí thì mình cũng đã có thực hiện ngân tụ chân nguyên 6x và ra rất là nhiều những cái chân nguyên kế thừa thì mình nghĩ là bây giờ món nợ của mình nó cũng sắp được hoàn thành rồi mình bây giờ mình sẽ tiếp tục test cho các bạn xem nha à, mình bây giờ còn rất là ít cống hiến các bạn ạ, à. bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để thiết lập auto click chúng ta đập đồ trước đã các bạn trên cái giao diện của notlayer chúng ta tìm đến cái biểu tượng của hình con chuột nha ở đây cái quay màn hình của mình nó không có quay được cái khung này các bạn click vào nó sẽ ra cái giao diện như thế này nè đó giao diện để chúng ta thiết lập một cái auto click bây giờ mình xóa cái cụ của mình đi các bạn lưu ý nha à, thao tác các bạn phải nhanh nha các bạn các bạn để ý ở trên này có một cái nút play nó biểu tượng play ở đây sáng sáng thế nè rồi mình sẽ nói trước mình làm sao nha các bạn click nút này sau đó các bạn click vào nút chế tạo liền luôn nha bạn sau khi các bạn click nút play like, các bạn kích liền vào nút chế tạo các bạn đợi trang bị được chế tạo xong các bạn bấm vào cái nút stop này rồi là xong hoàn thành mình làm cho các bạn xem nha click click rồi đợi nó đập xong ra trang bị bấm stop rồi lúc này các bạn đã có được một cái cấu hình click và các bạn cấu hình thêm cho mình ở đây là lặp lại cho đến khi nào các bạn nhấn nút pause để dừng lại đó chọn cái mục này ở cái thời gian thực hiện các bạn cho trên lệch là 3 giây Rồi các bạn bấm lưu lại Bây giờ mình sẽ chạy auto click cho các bạn xem thử nha Ok thu gọn nó lại đi Rồi bấm các bạn bấm vào cái nút play ở đây rồi các bạn để ý nha, chuột mình vẫn để đây nha, các bạn thấy là tự động click ra món trang bị, tiếp tục nó click ra món trang bị. Đó, thì chúng ta chỉ để cho nó click vậy thôi các bạn ạ. À. Bây giờ chắc là mình sẽ pause lại một tí. Um, Bây giờ mình sẽ bán bớt bán bớt những cái này để mình lấy thêm cống hiến nha các bạn ơi. Quá trời luôn mình đập ra rất là nhiều đồ kế thừa ở đây. Cũng được rất là nhiều cống hiến các bạn. Hôm qua mình có được 160k cống hiến. Rồi mình đập từ 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 từ. Ok, mình sẽ bán. Rồi bây giờ mình sẽ cho auto đập lại à, làm sao để các bạn biết chúng ta đập và các bạn trả nợ thành công. Thì các bạn cứ đập đi đập đến khi nào mà các bạn thấy cái tỷ lệ ra hiếm của các bạn à, liên tục trong khoảng 5 đến 6 lần hoặc là các bạn chắc ăn hơn các bạn có thể test lên đến 10 lần mà cái tỷ lệ nó rơi vào khoảng. Nếu trong 13 lần đập các bạn ra được hiếm và cái việc đó xảy ra khoảng... À, liên tục 10 lần thì các bạn đã trả nợ thành công tại vì cái đồ bậc hai này nó cũng ít tốn Cống hiến nên các bạn cứ việc test thoải mái. Thì bây giờ mình sẽ đập cho đến khi nào được cái tỷ lệ um, trả nợ thành công thì mình sẽ tiếp tục video cho các bạn. Hiện tại thì auto click của mình vẫn tiếp tục đập các bạn ạ. À. À, và có lẽ là mình sẽ dừng tạm dừng cái video tại đây. Các bạn thấy là mình đập trang bị hiếm ra rất là nhiều nhưng mà tỷ lệ thì có khi hầm mấy lần mới ra các bạn ạ do đó vẫn chưa được mở vẫn chưa được xóa cái khoản nợ này thì mình sẽ tiếp tục test nha các bạn vẫn sẽ tiếp tục test mình nghĩ ạc của mình sẽ nhanh mở thôi tại vì mình chuyển vàng rất là ít à, lâu lâu thì mình mới bán đồ để kiếm vàng đổi phái thôi các bạn do đó cái việc mình nợ chắc không có nhiều các bạn thấy là mình đập kênh bàn vàng khe kênh bang và mọi người hầu như là không hiểu chuyện gì đang xảy ra các bạn đập rất là nhiều Đây rất nhiều các bạn Rất nhiều Các bạn thấy là mình Xài auto click Mình thao tác trên cái cửa sổ khác Bên kia nó vẫn click được nha các bạn Không có à, đụng chạm gì tới cửa sổ bên kia Mình vẫn có thể làm việc được ở những cửa sổ khác Và khi các bạn ốp cái Knock à, này xuống Cũng vẫn đập nha các bạn Rồi chắc có lẽ là mình sẽ dừng video tại đây Uh, cái test này chắc là mình hoàn thiện chưa kịp rồi các bạn ạ, à, tại vì cái thời gian tập rất là lâu. Hay mong các bạn thông cảm giúp mình nhưng mà đây là những cái chia sẻ rất là hữu ích về việc uh, giúp các bạn mở khóa những cái cường hóa đập đồ. Thì hy vọng là với bài chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn sớm ngày uh, trở về với cộng đồng game thủ ở chân chính nha các bạn ơi. Rồi, nếu cảm thấy bài viết này hay các bạn hãy share đến cho những bạn bè của mình và hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh. À, cảm ơn các bạn đã xem video và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau